Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, cùng đại diện Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đến thăm tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa đã ân cần thăm hỏi về sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh đã hy sinh một phần máu xương cho Tổ quốc, đồng thời tri ân những cán bộ công nhân viên tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất luôn tận tình chăm sóc thương binh, bệnh binh để họ tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, vươn lên trong cuộc sống, trở thành tấm gương sáng về phẩm chất bộ đội Cụ Hồ cho thế hệ trẻ noi theo. Dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã trao tặng Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất phần quà trị giá 7 triệu đồng và 50 phần quà trị giá 2 triệu đồng mỗi phần cho các thương binh, bệnh binh. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất phần quà trị giá 8 triệu đồng và 50 phần quà trị giá 500.000 đồng mỗi phần cho các thương bệnh binh. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tặng Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất phần quà trị giá 5 triệu đồng và 50 phần quà trị giá 1 triệu đồng một phần cho các thương bệnh binh.